Một người có thân nhân lớn nhất nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại úy trưởng chi an ninh quân đội ở một ty thuộc sở 4 an ninh quân đội Phan Ngọc Hà. Anh này gọi quyền chủ tịch nhà nước Nguyễn Hữu Thọ vào thời bấy giờ bằng cậu ruột. Khi Hà còn giam ở Hoàng Liên Sơn, má của Hà đích thân ra Hà Nội tâm sự với Thọ thì được trả lời: "Ê, thân em đây lo chưa xong làm sao giúp cho anh ấy được." Thế nhưng để thoa dịu sự đau khổ của chị ruột mình, Thọ cử một đại úy Việt Cộng lên tận Hoàng Liên Sơn đem Hà về để cho mẹ con gặp nhau ở phủ chủ tịch nhà nước. Mùa xuân năm 1977 là mùa xuân vui nhất và phấn khởi nhất của Hà, vì anh được một đại úy Việt Cộng chở đi cùng khắp Hà Nội, nào là Lăng Bác, nào là Tháp Chùa, nào là Hàng Đào, Hàng Cỏ, vân vân trong 3 ngày Tết. Và sau đó là đem trả lại cho Hoàng Liên Sơn. Năm 1978, cùng về trại sáo với chúng tôi, nhưng Hà không chịu đi lao động. Hết cán bộ này gọi đến cán bộ khác, mà mục đích thăm dò lý do tại sao anh Hà chống lao động cải tạo. Hà cũng chẳng thèm khai là có cậu ruột làm lớn. Anh chỉ nói rằng bệnh cần nghỉ dưỡng sức một thời gian, mạnh khỏe sẽ đi làm. Một gói quà cứu Hà. Đó là gói quà chừng 1 kg gồm một gói bánh thuốc lào và một vài gói kẹo. Ngoài gói quà đề tên Nguyễn Hữu Thọ gửi cho Phan Văn Hà, gói quà không qua ngã bưu điện mà cũng không do ông đại úy Việt Cộng hôm trước chở Hà đi chơi mang tới. Trại trưởng sau đó gọi Hà lên và cuối cùng cho anh về đội ốm yếu. Sự thật thì anh chẳng có bệnh gì ngoài bệnh đói như chúng tôi. Đầu năm 1981, khi tôi được biên chế xuống làm tổ trưởng y tế, tức làm bác sĩ bất đắc dĩ, vì lúc này là lúc hình sự phạm chết quá nhiều, chết không kịp chôn và chết giấu không kịp. Một buổi sáng sớm, bà y sĩ cán bộ quản giáo y tế Trần Thị Lục chạy len ten vào gọi tôi và bảo chuẩn bị đi gặp ban thưởng. Ban thưởng tức là Trung tá Việt Cộng thưởng trưởng trại. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra, chắc là vấn đề hình sự phạm chết nhiều. Hỏi bà Lục thì chính bà cũng không biết. Dọc đường lên ban giám thị tôi suy nghĩ vẩn vơ. Khi vào gặp Trung tá Thưởng, sau khi mời ngồi hắn bắt đầu nói chuyện. Này à, anh xem bệnh của anh Phan Ngọc Hà là bệnh gì chứ? Có nặng lắm không? Tôi cũng tình thật trả lời. Báo cáo ban, sức khỏe của anh Hà dạo này khá lắm. Anh chỉ bị suy nhược thôi chứ bệnh mãn tính thì không có. Trung tá Việt Cộng Thưởng nói tiếp. Chuyện này anh đừng nói với ai hết nghe. Anh về làm một bệnh án cho anh Hà ghi thêm một vài bệnh nào đó. Và ở một nhận xét thì nhớ đề toàn thân suy nhược nặng, phù thận nặng. Tôi và bà Lục ra về, bà Lục nói. Chỉ có chuyện đó mà làm tôi hết hồn. Một bệnh án được viết cấp tốc 5 phút là xong. Tôi ghép vào cho Hà 4 bệnh trầm kha, viêm phế phản mãn tính, phù thận cấp, ngoại trĩ nặng, suy nhược cơ thể nặng. Trao cho bà Lục ký tên và khẩn trương đem lên cho ban. Quả nhiên vài tháng sau Hà được lãnh tha cùng với một số già yếu bệnh hoạn thật sự. Tôi suy nghĩ, Nguyễn Hữu Thọ cũng có thể xin được cho Hà bằng lối này cũng là tốt lắm rồi. Tôi không dám tiết lộ chuyện này với ai khi còn ở trong tù. Tôi xuống làm y tế, lần này thì tất cả hình sự phạm đều gọi một bác sĩ, 2 bác sĩ, và bên Z cũng bắt đầu gọi đùa tôi một cách phổ biến, bác sĩ bất đắc dĩ. Hình sự phạm chết quá nhiều chỉ vì đói quá. Lúc mà cơ thể suy nhược nặng, bất cứ một bệnh gì cũng làm cho người ta chết được hết. Tiêu chảy cũng chết, tiết lỵ cũng chết, sốt rét cũng chết, trúng gió cũng chết, trung bình một ngày chết 5 người. Bà y sĩ quản giáo hội ý với tôi, xem làm cách nào để giảm thiểu số tử vong. Tôi trả lời bà Lục, nếu cán bộ thực sự có lòng thương bọn hình sự, tôi có một đề nghị như thế này. Thứ nhất, gửi thư cấp tốc về cho gia đình họ lên thăm nuôi, mang quà cáp lên cho chúng nó bồi dưỡng. Nó chết hoàn toàn do đói chứ không có bệnh gì trầm trọng cả đâu. Thứ hai, cán bộ đề nghị làm sao cho thêm một số thuốc bổ của nước ngoài, đừng xin thứ ở Hà Nội sản xuất, thứ này không hiệu quả. Thứ ba, tạm thời tập trung bọn đói này lại khoảng 300 đứa chứ không có nhiều, thành lập thành vài đội cho vào làm việc nhẹ lên quanh trong trại, kẻo chúng nó đi lao động bên ngoài vừa mệt vừa ăn uống bậy bạ mau chết lắm.
Đề nghị này có hiệu quả 300 đứa da bọc xương được lụm ra trong số 1.500 người cấp tốc cho về bệnh xá để chữa trị. Phải lấy luôn hai căn nhà để làm bệnh xá mới chứa hết bọn này. Một quyết định của ban giám thị thêm nữa là cho bọn này hoàn toàn ăn cơm trắng với một ít mỡ nấu với rau lang hay rau muống. Đồng một lúc phát bì thơ cho mỗi đứa hai cái bì thơ và viết gấp để đem lên nộp cho ban giám thị đích thân cầm tay về Hà Nội bỏ. Vì bọn này đa số quê ở Hà Nội do trại giam Hỏa Lò giải lên. Còn một số hình sự quê ở ngoại tỉnh thì đã có gia đình gần gũi thăm viếng no đủ nên không đến nỗi nào. Quả nhiên vài tháng sau, tình trạng chết của hình sự phạm được ghi nhận là khả quan. Vài ngày lai rai chết vài đứa thôi. Tôi bắt đầu được tiếng là bác sĩ giỏi. Hàng ngày tôi phải lội bộ thêm 3 cây số qua trại K2, cũng chứa 1.000 hình sự để khám bệnh và chích thuốc cho bọn ở đây. Tình trạng ở đây cũng được tổ chức như bên K1, nhưng vì do hình sự nấu cơm cho nên bệnh chẳng được ăn đầy đủ như bên K1. Vì K1 do Z làm bếp. Vài tháng sau tăng cường thêm cho tôi một người nữa là Trung tá chữ Nam Anh. Nam Anh chẳng phải là y tá y sĩ, nhưng Nam Anh có tích trữ một số lượng thuốc Tây khá lớn. Những hình sự bệnh nặng thường được Nam Anh cho thuốc và cho tiền để mua thêm thịt cá bồi dưỡng. Từ ngày Nam Anh xuống đặc trách coi bệnh xá, phải nói thật tôi khỏe vô cùng. Bệnh nhân hình sự giảm chết thấy rõ, trung bình một tuần chỉ có một mạng. Nam Anh nhờ gia đình thăm nuôi, anh xin thêm tiền để cứu sống bọn hình sự và tất cả mấy ngàn hình sự phạm đều mang ơn anh và thường gọi là ba anh. Thiếu muối xin ba anh, thiếu thuốc xin ba anh. Tôi chưa thấy có một người nào làm việc thiện nguyện mà tích cực và đạo đức như Nam Anh. Nam Anh có một trí nhớ tuyệt vời. Bất cứ chuyện gì xảy ra từ thời Tam Quốc, hỏi anh cũng trả lời vanh vách. Nam Anh thông thạo hai sinh ngữ Anh và Pháp. Không biết anh học từ trước hay là học trong tù. Đặc biệt Nam Anh sưu tầm tua thuốc Tây, tất cả mọi thứ thuốc nước ngoài xuất xứ từ Âu Mỹ hay Cộng sản, Nam Anh đều có trong cặp da và thuộc lòng. Tên thuốc, cách điều trị, phương thức bào chế và ngay cả nguồn gốc của nó. Chỉ tiếc Nam Anh được tha về tháng 5 năm 82, toàn trại hình sự ngơ ngáo vì đã mất đi một vị cứu tinh của mình. Và chính bản thân tôi cũng buồn vì mất một người bạn rất đắc lực giúp tôi cứu chữa cho hình sự phạm. Ở trong lao tù cộng sản có rất nhiều bệnh, nhưng chưa có loại bệnh nào mau chết và vô phương cứu chữa như bệnh có triệu chứng sau đây. Phù toàn thân, từ mặt cho đến tay chân và bộ phận sinh dục. Phù càng cao thì huyết áp càng thấp, mặt càng đầy thì chân càng bự, bụng càng to thì cu giái sưng thêm nhiều. Uống nước càng nhiều tiểu tiện càng ít, ăn càng nhiều thì đại tiện càng bí, mắt càng vàng thì da càng xanh. Nguyên nhân bệnh này do vi trùng gì gây ra thì tôi cũng không biết, hỏi các bác sĩ Việt Cộng thì được họ trả lời, đang nghiên cứu. Có một ông bác sĩ trên cục trại giam về tham quan, tôi đem các bệnh nhân sắp chết này ra trình diện và hỏi. Báo cáo ban khám cho những anh này bệnh gì, ở đây toàn chết vì bệnh này thôi. Thay vì trả lời tôi ngay, ông ra lệnh cho các bệnh nhân về phòng và gọi tôi ra gốc cây nói nhỏ. Phù à, thận cấp và viêm gan mãn tính, nguyên nhân chính là do di trùng sốt rét và lỵ máu, lỵ đàm tồn à tại và gây nên. Một nguyên nhân khác nữa là do thiếu sinh dưỡng trầm trọng. Số muối trong người thận dư quá nhiều trong khi những chất mỏ, chất đường trong người không có. Nhưng mà đành chịu thôi, rét và lỵ không có thuốc chữa. Anh làm y sĩ, anh biết chloroxic và xuyên tâm liên làm sao chữa được những bệnh này. Còn nói gì dinh dưỡng thì tôi nói nhỏ với anh, xã hội này không có đề cập đến dinh dưỡng. Tôi suy nghĩ có lẽ ông bác sĩ này nói đúng, vì phía bên hình sự phạm mới chết vì bệnh này, còn phía bên cải tạo Z chúng tôi chỉ có một người duy nhất là đại quý Trần Ngọc Hiền, nhưng đã được chữ Nam Anh cứu sống. Trần Ngọc Hiền được tha về rồi bây giờ ở đâu không biết, nhưng tôi nghĩ chính Hiền phải tìm chữ Nam Anh số 6 Trần Quang Diệu để cảm ơn, vì ngày tôi đi vượt biên nghe nói chữ Nam Anh còn có mặt ở Sài Gòn. Tôi lại được tiếng là bác sĩ giỏi, từ đó các cán bộ nam nữ bắt đầu lén vào khám bệnh riêng. Một hôm thằng thượng úy Phan Quang Hoành, ca trưởng K1, vào xin nhổ răng và khám bệnh xem sao mà mấy tháng nay thuộc thấy mệt và hay ho về đêm. Nhổ răng thì tôi một cây rồi,
Nhờ sức mạnh kịp kèm vào là lấy ra một tích tắc, chính bệnh nhân cũng không kịp nghe đau, chẳng cần thuốc tây gì cả, vì nếu cần cũng không có. Tôi nhổ răng cho Hoành nhẹ nhàng khoái quá, anh ngồi tráng lại chơi và bắt đầu hỏi chuyện. Hắn hỏi tôi, ở quân đội Ngụy các anh có rất nhiều liên hệ với cách mạng chúng tôi, thế mà bọn Ngụy cao cấp không có biện pháp nào à? Tôi biết ngay, nó ám chỉ vào Phan Như Trước, quen lớn trên bộ nội vụ, và Phan Văn Hà, cháu của Nguyễn Hữu Thọ. Tôi trả lời ngay, báo cáo ban, tình hình đất nước chia đôi từ năm 54, 1 triệu người di cư vào Nam đem theo vợ con bố mẹ cháu chắt dần dần, có thể gần như 5-6 triệu rồi. Khoảng non 1 triệu người miền Nam tập kết ra Bắc. Như thế ban nghĩ rằng di mơ trễ má và liên hệ gia đình như thế nào? Chính phủ cấp chỉ huy quân đội chúng tôi không phải không biết điều đó, nhưng theo một nguyên tắc chung, tội ai người nấy chịu. Anh làm cách mạng ngoài Bắc, em làm lớn trong Nam không quan hệ gì tới, ngoại trừ có bằng chứng cụ thể có sự liên lạc bằng bất cứ hình thức nào, thì cũng đều được hỏi han kỹ lưỡng và hạn chế vào những chức vụ tính cẩn. Và lẽ đương nhiên về mặt an ninh thì họ cũng có những sự theo dõi ngầm và phê phán của cấp chỉ huy trực tiếp, nhưng tuyệt nhiên không có ảnh hưởng gì về khả năng phục vụ hoặc thăng cấp, thăng trận. Các hồi chánh viên cao cấp như Trung tá Huỳnh Cự và Thượng tá Tám Hà, mặc dù họ làm việc bên bộ chiêu hồi nhưng chúng tôi vẫn kính trọng và đối xử ngang hàng. Vậy nếu như bên cách mạng có anh em làm trong Nam thì sao ban? Hắn suy nghĩ một lát rồi trả lời, à, đối với cách mạng thì hơi phức tạp. Thứ nhất là không có chân trong đảng bộ, thứ hai là rất dễ bị biên chế. Nếu như người đó không phản tỉnh, phản tỉnh có nghĩa là mình phải khai thực ra trước đoàn trước đảng, cam kết dứt khoát, không dính líu, không còn nhìn nhận là cha là con là anh em gì nữa cả. Hồi trước trong Nam gặp trường hợp điển hình cụ thể là phải tự mình xử lý ngay. Xử lý là phải gạt bỏ tình cảm dụng dặc, xem chúng nó như là kẻ thù, giết nó ngay, hoặc bắt nó giao ngay cho đoàn cho đảng trị tội hắn. Công tác này là mình phải xung phong làm trước, đừng đợi ai nhắc, đừng đợi ai ra lệnh. Còn nếu lưng chừng dây dưa quan hệ lén lút thì được xem như kẻ thù. Nói chung thì những người có liên hệ với Ngụy các anh họ khổ sở lắm. Đó là tôi nói thật đấy. Trường hợp này thường xảy ra bên quân đội nhân dân và viên chức hành chánh. Còn đặc biệt ngành công an nhân dân chúng tôi không thông nhận thành phần đó. Muốn làm công an phải có 3 đời trong sạch và không giai cấp. Sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước lại càng phiền tối hơn. Cán bộ, chính quyền, bộ đội bị biên chế nhiều lắm. Về tội nói dối với đảng, không phản tỉnh trước đây rằng có anh em liên hệ họ hàng với Ngụy quân, Ngụy quyền Sài Gòn, bây giờ lòi ra, mà lòi ra là do các anh khai trong tiểu sử bản thân. Ví dụ các anh khai có người anh em làm chỗ nớ chỗ tây, trong khi đó thì trước đây anh nớ anh tây có khai báo chi về anh mô, khẩu là chỗ đó. Tôi trả lời, ê, tình hình đất nước chia đôi làm khổ nhiều người quá băng ha. Đại quý quân cảnh Lê Hữu Sử là một người có bộ râu quai nón đẹp, đẹp thật, dày và rậm đều, cương quyết không bao giờ chịu cạo, dù rằng đã có nhiều lần có lệnh của ban giám thị đưa xuống cho tổ cắt tóc mà tôi là tổ trưởng, nhưng Sử lại tuyên bố, chặt đầu thì dễ cạo râu coi bộ khó à, râu tôi thờ cha kính mẹ, râu tôi thờ ông thờ bà, trời à cho tôi râu, chứ đâu phải ai muốn có râu mà được. Tại sao râu của ông hầu xấu như vậy mà để được, râu tôi đẹp như thế mà không nha cho tôi khoe, ai muốn báo cáo gì thì cứ việc làm, râu tôi vẫn cứ hàng ngày chảy chuốt. Kiểm điểm phê bình thét rồi ban giám thị và cán bộ trực tự trại cũng chịu thua luôn. Anh Sử được cải tạo bằng mồm thay vì phải lao động tay chân như những anh em khác, nhờ trời cho anh một trí nhớ tuyệt vời, tất cả những bộ sách chưởng của Kim Dung anh đều thuộc nằm lòng. Các nhân vật tình tiết ở trong đó anh kể nghe mà buồn ngủ, kể chuyện cho người khác nghe để mà buồn ngủ được, để quên đi những đau khổ của cuộc đời thì cũng ví như một viên thuốc an thần hiệu nghiệm nhất mà không đủ hại, không bị nhức đầu sau khi ngủ dậy thì ai mà chẳng mua, nhất là đối với cảnh tù đầy rất cần sự quên lãng. Cứ mỗi tối sau khi ổn định chỗ nằm, một số anh em bắt đầu đi mua vé nghe anh Sử kể chuyện. Vé ở đây đơn giản lắm. 5-3 hạt đậu phộng, vài thẻ đường đen, 1 cố nước trà, 1 nhúm thuốc lào, vân vân. Rất nhiều hạng, ai muốn mua hạng nào cũng được, nhưng không mua thì không có chỗ ngồi. Diễn viên Sử nằm trên một chiếc võng, thính giả ngồi bu xung quanh, lấy tay đưa võng qua, đưa võng lại, chẳng khác nào như cảnh vua chúa ngày xưa. Được đám cung phi mỹ nữ ngồi chầu chung quanh để nghe hoàng thượng dạy bảo, hoặc na ná như bọn cháu nội cháu ngoại bu quanh chiếc võng của bà để nghe kể chuyện cổ tích.
Cuộc đời của Sử trong trại cải tạo thật là phong phú. Mâm nào anh đi ngang cũng được mời mọc. Thứ ngon vật lạ nào từ Sài Gòn cho đến Huế gửi ra anh cũng đều có thưởng thức. Ngày lại ngày qua biết bao nhiêu chuyện, cô gái đầu lông, thủy hử, chuyện phim, những cuốn phim Tây chiếu từ hồi Bảo Đại, nay cũng được từ từ chiếu lại. Biết bao giờ cho hết chuyện trong đầu của Sử, bộ óc anh cũng như một máy điện tử, chỉ cần bấm nút là phát ra, có câu, có kéo, có mạch, có lạc, được pha thêm gia vị muối mắm hành tỏi rất chi là hấp dẫn ngon lành. Có những lúc tôi thầm nghĩ, chuyện của Sử kể như một đĩa dồi chó, một đĩa chả chìa, một đĩa thịt nướng vừa cháy cạnh. Bên cạnh có một bát mắm tôm đã được cho thêm chanh, thêm ớt, thêm đường, dậy mùi thơm rất khó tả. Nghe kể chuyện chỉ biết trong miệng mình bỗng dưng thấy nhạt nhạt và nước bọt bắt đầu tiết ra. Những lần đầu thì bọn công an vệ binh mang súng AK đứng ngoài cửa nép mình bên khe cửa để thầm nghe lén xem bọn tù ngụy này bàn tán chuyện chi, mà chỉ nghe có một thằng nằm trên võng nói, những danh từ những nhân vật nghe rất lạ tai, số bua quanh thằng ngủ gà ngủ gật, thằng chống tay thằng hiếp mắt, trông như một lãnh tụ anh minh đang truyền đạt một điều gì bí hiểm. Dần dần hắn trao đổi cho nhau, một thằng hai thằng cấp nhỏ rồi đến cấp vừa, đêm nào cũng có mặt ngoài cửa sổ và hình như bọn công an cũng phải đến sớm để giành chỗ, phạm vi cửa sổ chỉ có thể chỏ tai nghe khoảng 5 thằng. Tưởng như thấy rồi thôi sao, sau này hàng ngày đi lao động cải tạo, hai thằng vệ binh áp tải một đội 50 người, vừa ra tới hiện trường thì Sử được gọi lên đưa vào một gốc cây có bóng dâm, hay là một chòi giữ chim nho nhỏ ở ngoài đồng trống. Một chiếc ghế con chúng đã để sẵn cho Sử ngồi thoải mái, bên cạnh có bình nước trà tươi còn bốc hơi nóng, một dĩa đầy khoai sắn, những củ tròn tròn thon thon trong thèm không chịu được. Hai thằng công an vệ binh mang súng AK ngồi trên một chiếc ghế dài mặt hướng về bọn tù đang lao động với khoảng cách chừng 30 mét. Sử bắt đầu kể chuyện, có khi thì chuyện đánh đấm lông trời lỡ đất, có khi quay lại cầu sông quay, chuyện tình bi thảm của Napoleon vân vân. Đứng xa xa có thể hình dung như hai vị sĩ quan phòng hai đang thẩm vấn một tù hàng binh vừa mới bắt trượt ở mặt trận. Nhưng phước đức thay, từ ngày Sử kể chuyện cũng là từ ngày đội lao động cải tạo bắt đầu thoải mái, chỉ tiêu bao nhiêu không cần để ý, thu hoạch khoai cho khoai vào miệng, thu hoạch đậu cho đậu vào mồm, thu hoạch mía cho răng cửa trước ra ngoài, bởi vì bốn con mắt của hai thằng vệ binh đang nhắm nghiền, và bốn lỗ tai của nó đang chổng lên để nghe những chữ, những lời phát ra từ cái máy radio của Sử, để volume rất nhỏ. Bọn nó không còn hay biết gì hành động của đội tù làm sai quấy hay đúng. Anh em tù thầm cảm ơn Thượng Đế đã dẫn dắt những thằng cộng sản vô thần trở về với hữu thần và thực tại. Có đôi lúc Sử mệt ngoài người, tôi cảm thấy tội nghiệp. Ban đêm thì chiếu phim cho tù nghe trong trại, ban ngày thì chiếu phim ngoài đồng cho công an nghe. Tôi cho nghỉ Sử vài ngày để lấy sức để sạc bình. Nhưng đâu có được, bởi vì hai thằng vệ binh áp tải cứ luân phiên vài tuần mới trở lại áp tải đội của Sử một ngày. Có hôm có mè sửng xứ Huế, có nước trà tàu tâm hỷ Huế nữa đấy, tha hồ mà bồi dưỡng. Nguyễn Tài Năng đại quý không quân trẻ tuổi đẹp trai kể chuyện rất vui và có duyên lạ lùng, nhưng đau khổ cho bọn tù chúng tôi cuối năm 80. Anh cùng với 6 anh em khác trốn trại, khi qua tới đất Lào chỉ cách sân Mekong chừng 3-4 ngày đường nữa thì bị du kích Lào bắt lại. Anh trốn cả trại ai cũng buồn, vì mất đi người sưởi ấm tâm hồn, rồi anh bị bắt lại cả trại cùng buồn vì anh không thoát được. Thuộc trường bộ binh Thủ Đức cải tạo với nghề bói toán, anh Dục người to cao khỏe mạnh và nhân rất đẹp lão, anh được chỉ định làm đội phó đội 1. Một đội hoàn toàn cấp trung tá, không có một cấp nào khác được lộn vô. Dục là một chuyên viên nghiên cứu về khoa tử vi, có lẽ chỉ là một đệ tử của trung tá Giáp hồi còn giam ở Tân Hiệp Biên Hòa. Nhưng sứ mù thằng Chục làm vua, cũng như tôi vậy, nghề y tá tôi có học nhưng không có hành, nhưng vẫn vào tù và tra giam. Ở ngoài Bắc thì tôi lại số 1 vì không có bác sĩ nào cả. Dục được toàn thể anh em kẻ đưa người trước, vì chính Dục cũng đưa người cửa trước, trước người cửa sau vào ra tấp nập, đặt quẻ cho thầy Dục đơn giản lắm, cũng như mua vé xem phim do anh Sử chiếu vậy thôi. Vài bi thuốc lào, vài cục kẹo, một nhóm chè xanh ăn cắp ở ngoài bãi. Những khách hàng nào sau khi đã gặp đã được xem cho một quẻ đều khen hay lắm.
Tiếng lành đồng gần, tiếng dữ đồng xa. Dục được ban giám thị trại và hầu hết quản giáo mời rất nhiều lần. Cả năm anh chỉ đi lao động cải tạo chừng vài ngày. Anh em ai nấy đều buồn cho Dục. Có lẽ anh sẽ bị kỷ luật về tội gieo rắc mê tín dị đoan trong trại. Nhưng không, Dục vẫn đi lại bình thường, có vẻ tự hào là đằng khác. Không mất chức, vẫn là đội phó, không kỷ luật. Anh em đâm ra nghi ngờ. Một hôm Dục bị cảm xuống y tế, xin tôi cho nghỉ một vài ngày kẻo quá mệt. Dục nói thật, chả có ốm đau gì cả, có cảm sơ sơ thôi. Xin tòa cho mo nghỉ, kẻo chúng nó bắt xem bói xem tướng mệt quá đi. Hết ban giám thị đến ban quản giáo, hết ông này đến bà khác. Chúng nó đua nhau nhờ mo chấm số tử vi rồi xem khỏe. Mệt thì ít mà anh em bàn tán sầm xì mình đâm cho mệt thêm. Tôi hỏi, anh xem có khá không? Chắc là phải suy thì mới đắt khách lắm vậy. Dục trả lời, thì tôi thấy khoa tử vi khoa học lắm, nó xuất hiện rõ ràng qua các sao. Mình bố xong rồi thì thấy mà giải trung phốc thôi. Bọn chúng nó quay lắm, nhưng kính lắm. Thằng nào cũng dặn dò, khi về đừng nói với ai là đã xem cho tôi nghe. Cũng như tôi vậy, cái nghề cắt tóc và bác sĩ bất đắc dĩ này đã làm cho tôi mệt. Mình gần gũi với mấy thằng cộng sản chóp bô trong trại này thì ai mà chẳng ngại. Chỉ có trời biết cho mà thôi. Nếu tôi xem mạch cho thuốc không lành, đời nào mà cả lũ chúng nó lén lút vào nhờ tôi khám. Trời xui đất khiến sao không biết. Mò đón cho thằng trại phó một quẻ trung phong. Hắn đeo thượng quý 4 năm rồi dây dưa với một bà liệt sĩ anh hùng làm bếp, sau đó bị đảng đang có án treo. Tình hình này thì mò đã nắm, hiểu chưa? Nhưng có một mà lên cấp thì mo thấy sao hắn sáng quá nên mo đoán nội trong năm nay ban phải được thăng cấp. Trời ơi, đang bị án treo của đảng mà thăng cấp nổi gì. Thế mà kỳ này hắn có lệnh lên đại quý. Ha, hôm qua hắn cho mình uống một chầu rượu say muốn chết. 7-8 năm không có uống, giờ uống vào mau say quá. Nói thật với tôi thấy chứ không có cảm con mẹ gì hết. Thông cảm, thông cảm. Một người điên đại quý cảnh sát quốc gia Đỗ Quang Minh. Đại quý cảnh sát quốc gia Minh không biết khi ở Hoàng Liên Sơn đã điên chưa, nhưng khi về trại cải tạo 6 Thanh Chương Nghệ Tỉnh thì đã thấy Minh điên rồi. Hành động của anh hàng ngày không quan hệ, không ăn uống dơ bẩn, quần áo rách xốc xếch nhưng lại sạch sẽ. Thường cầm trên tay một cây que nhỏ từ từ hướng dẫn cho một đàn kiến đang đi, bắt một đám ruồi ngắt hết cánh rồi cho nằm trên một ngọn lá mít ngắm chơi. Bắt rất nhiều con nhái nhốt trong một cái hũ treo, để lâu 5-10 ngày sau, mùi thối xông lên cả phòng không ai chịu được. Cứ mỗi buổi sáng chờ cho anh em đi lao động hết, Minh bắt đầu ra đứng giữa hội trường hướng về ban giám thị chửi. Hồ Chí Minh ơi, mày là ai? Mày vô thần hay mày hữu thần? Nếu vô thần sao mày sắp chết, mày đòi đi theo các Mác Lênin? Mày có tội với nhân dân và tổ quốc chứ không phải chúng tao. Trại trưởng công an Thưởng ơi, mày gian ác lắm, mày cho chúng tao ăn đói ăn khát, một cha bọn cộng sản nhà bay. Bọn công an trực trại không có phản ứng, lúc nào cũng gọi Phan Huy Bách làm trật tự hoặc Vũ Đình Liễn thi đua, nên đưa Minh về phòng nghỉ. Không ai dám nằm gần Minh vì sợ mùi thối của những con ếch con nhái. Tôi thấy còn trống chỗ mang chăn chiếu đến nằm cách Minh khoảng 1 mét và tự tay giúp đỡ khi những lúc Minh vui để làm sạch sẽ chung quanh chỗ nằm của anh. Nhưng vì sự chửi bới hàng ngày như vậy, bọn công an mới có quyết định đưa anh vào kiên giam. Thay vì nằm phòng kiên giam với các linh mục hoặc các nhà thơ, thì còn được mở cửa thoáng, Minh được đưa vào phòng kỷ luật, 4 bức tường kính chỉ chừa một lỗ nhỏ xíu, nhưng cũng được bịt bởi một miếng gỗ. Nóng lắm, sức nóng như thế làm cho Minh điên tiết đập phá, chửi cộng sản, chửi luôn cả các người kiên giam và cả đám nằm kỷ luật. Cả thằng công an trong coi nhà kỷ luật và luôn cả Phan Huy Bách, người thường đưa cơm nước cho kiên giam và kỷ luật. Khi Minh đã đưa vào kiên giam thì nằm gần tôi vô tình nhìn thấy một quyển vở 100 trang trên chỗ nằm của Minh. Mở ra xem, chữ viết rất ngay hàng thẳng lối và đẹp nét, anh ghi lại. Em ơi! Toàn trại đã được cấp phát giấy để viết thư thăm gia đình. Đây là lần đầu tiên sau 5 tháng về đây, nhưng anh không được cấp phát. Phải hiểu rằng anh không được phép viết thư bởi lý do anh điên. Em ơi, anh đang bị bệnh điên. Điên hành động như thế nào anh không biết. Anh chỉ thích chửi bới thằng Hồ Chí Minh vì nó làm cho đồng bào mình đau khổ quá. Hắn bày ra cái trò cải tạo để bọn anh chết dần chết mòn. Lao động cường độ mà ăn uống đói khát lắm.
Anh cũng thích chửi luôn thằng Nga, thằng Tàu đã góp tay góp sức cho thằng Hồ Chí Minh xây dựng chế độ cộng sản vô thần ở Việt Nam tàn ác và vô luân vô nhân. Em ơi, cố gắng nuôi con cho thành người rồi dạy cho chúng nó biết thế nào là cộng sản vô thần khát máu, thế nào là Mỹ không chung thủy và thế nào là sự cải tạo chết dần chết mòn. Còn anh, em xem như đã chết. Lấy ngày 30 tháng 4 năm 75 làm ngày giỗ của anh. Anh biết trước anh sẽ chết và tất cả bọn anh sẽ chết. Bắt ép lao động cường độ, ăn uống đói khát, đau ốm thuốc men không có. Thì liệu bọn anh sống đến ngày nào? Em ơi, nếu như có ngày về thì cũng còn xa lắm. Nhưng nếu về sớm quá, anh lại không thích, bởi vì không có cuộc cách mạng nào mà không gian khổ. Lúc này chính là lúc anh đang làm cách mạng, lúc này chính là lúc anh đang nung nấu ý chí căm thù, càng giam lâu lòng căm thù càng thêm sôi sục. Ba ơi, con là người bất hiếu, con đốn mặt hèn hạ đem thân nộp cho bọn quỷ dữ, cho hang hùm, vì thế con hối hận đâm ra điên, con đang điên ba à. Minh Phượng, Minh Hoàng, hai con, cố gắng học hành và nghe lời ngoại nội dạy bảo, ngoan kẻo má buồn nhăn không. Cộng sản giết chết ba nhưng chưa cùng một lúc giết các con đâu, và rồi chắc sẽ giết vì đến tam đời đặng kia mà. Đọc xong đoạn thơ trên, tôi giấu quyển vở dưới áo cho Minh và suy nghĩ. Một người bình thường cũng không thể ghi lại được những điều trên. Những điều mà Minh ghi vội trong đó cũng có thể điên mà cũng có thể không. Điên ở chỗ Minh chửi cộng sản bằng giấy trắng mực đen, rất khó lường được hậu quả. Không điên ở chỗ lời văn vừa gọn vừa sâu sắc, cùng một lúc anh chửi cả thế giới tự do và thế giới cộng sản. Không điên ở chỗ đây là lời di chúc chứa đựng rất nhiều khí tiết, nung nấu được ý chí căm thù cho thế hệ con cháu. Không điên ở chỗ cùng một lúc anh chửi cộng sản bằng mồm và bằng giấy tờ ở trong vòng tay của chúng nó, mà bọn chúng tôi đốn mặt chưa một thằng nào dám làm như vậy. Nhưng dù sao là người chưa điên, tôi suy nghĩ cần phải thủ tiêu quyển vở đó cho Minh, kẻo lần khám trại tới rất có thể lọt vào tay của bọn trực trại rất nguy hiểm. Vì giờ Minh đang nằm trong cùng lấy ai thu giấu cho, bất chợt tôi lấy lại quyển vở và quyết định đốt ngay. Một hôm chừng 2 tháng, Minh lại được cho ra ở một buồng với chúng tôi gồm có cắt tóc y tế và già yếu bệnh tật. Trong Minh dạo này có suy nhược thêm, nhưng trắng và đẹp trai ra, hình như Minh đã biết mất quyển vở của anh vì anh đang tìm kiếm. Thấy vậy tôi nằm một bên phải nói, cắt tóc để tắm rửa không, tóc dài lắm rồi, cắt rồi tôi cũng đi tắm với, quyển vở đã có tôi giấu cho rồi, ai lại dứt bừa bãi với lời lẽ như thế. Biết tôi là người biết được yếu điểm của Minh và cũng là người giúp Minh chân tình, Minh đồng ý cắt tóc ngay. Bà tỏ ra rất vâng lời tôi, vừa cắt tóc tôi vừa hỏi, sao mà ra cùng được đó, hết điên rồi à? Minh đáp, nóng quá chịu không nổi, ngứa ngáy quá, 2 tháng không tắm, tôi muốn ra tôi chửi lên một tước nhiều nhất. Tôi hỏi, sao lại chửi lên một tước, quá anh điên rồi. Minh đáp, bố tước coi vậy mà bọn coi ngục nể nang lắm, biết vậy mình phải phá quấy ông để ông không chịu nổi mới xin cai ngục cho mình ra. Mình nằm trong cùng nghe bố tước xin với thằng trực trại. Từ đó ngày nào Minh cũng ra hội trường chửi với cộng sản, ban đêm trong phòng chửi tất cả mọi người ngoại trừ tôi. Không nghe anh chửi như trước, thông cảm lẫn nhau, Minh và tôi ngầm thân thiện. Tôi có điều kiện gia đình thăm viếng đã giúp đỡ cho Minh sức khỏe có phần nào bình phục. Khi tôi được biên chế xuống y tế là lúc Minh được biên chế chuyển vào Nam. Minh rất buồn vì đã xa tôi và tôi cũng rất buồn nếu xa tôi có thể Minh gặp khó khăn trong vai trò điên, mà bắt buộc anh phải tiếp tục diễn không biết đến chừng nào mới thôi. Được tin Minh được tha năm 82 với những người già yếu bệnh tật, tôi mừng cho anh.